Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Em chúc cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ha. Và đặc biệt là chăm sóc cái cây mai thật là tốt. Thì trong cái video ngày hôm nay thì là cái tập 7 rồi ha anh chị. Thì trước đó là tập 6 là tưới thuốc kích thích sinh trưởng cho cây mai rồi ha. Thì hôm nay là tập 7, thì hôm nay em sẽ làm một cái việc tiếp theo cho cô chú anh chị em mình biết đối với cái cây mai phôi đang trồng trong chậu như thế này. Thì trước tiên thì em quay sơ lược cho cô chú anh chị em mình xem. Thì sau khi mà em tưới thuốc kích thích sinh trưởng cho nó, thì thời gian vừa rồi em luôn luôn là đẩy cái lưới lan ở dưới gốc như thế này. Còn đối với cây kế bên nó chưa ra được, cho nên em đẩy hết luôn, đẩy kín lại luôn đó. Và em không hề xịt nước hay là tưới nước gì cho nó hết, cũng không hề làm gì đá động đến nó hết, cứ để nó vậy thôi. Thì hôm nay là được 4 ngày kể từ ngày tưới thuốc kích thích sinh trưởng Atonis đó rồi ha anh chị. Atonis anh chị. Thì hôm nay cái lá đó anh chị xem, cơ bản là nó dần dần chuyển sang cái lá này dần dần chuyển sang màu xanh ha. Dần dần chuyển già đó. Đó, và cái này là cái thân cây, cô chú anh chị xem là nhìn nó ướt ướt là lý do là trời vừa mới mưa anh chị. Trời vừa mới mưa. Ha. Thì cái nội dung hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị em mình, đó là em sẽ tưới cái cử nước nha anh chị. Cử nước thứ hai kể từ khi trồng vào chậu cho đến nay. Trồng vào chậu đến nay là nửa tháng rồi anh chị. Nửa tháng mà em chỉ tưới có một lần nước duy nhất vào cái ngày trồng nó vào chậu. Hôm nay em mới tưới cho nó một cái lần thứ hai ha anh chị. Đó, cho nên là anh chị lưu ý trong cái quá trình trồng cây giúp cho em ha. Không có cần tưới nước nhiều nha anh chị lưu ý nha. Đến hôm nay thì bây giờ em sẽ tiến hành mở cái này ra cho cô chú anh chị em mình xem hôm nay nó như thế nào. Ốc hương nè, ốc hương này nó ăn tược đồ dữ lắm nè anh chị, nhưng mà không biết có ăn tược mai không, chứ cái tược cây con là nó ăn hết à. Và cái gao rồi đó là nó ăn dữ lắm á. Đó, thì mà sẽ mở ra cho anh chị em mình xem ha. Đó, thì đám mưa hồi nãy cũng hơi lớn nha anh chị, cho nên thì anh chị xem cái chất chồng nó cũng có hơi ướt ướt nè. Cũng hơi ướt ướt nè anh chị. Đó. Cái này là do đám mưa vừa mưa. Đó, chứ em không có tưới. Đó. Thì bây giờ là em chủ yếu hôm nay em tưới cho nó một cử để cho nó lưu thông. Nó khơi thông cái dòng chảy từ trên chảy xuống dưới ha anh chị. Và đồng thời là để cho cái oxy á anh chị, cái không khí á nó lưu thông được ở trong cái chất trọng cái ha. Đó. Mặc dù nó mưa vừa mưa ướt rồi, thì mưa vừa ướt rồi thì giờ vẫn tưới bình thường cũng như xem như cử tưới thôi. Đó, còn đối với cây này bên đây thì hôm nay anh chị xem nó vẫn chưa có lú chồi ở trên ha, vẫn chưa có lú chồi. Cái này trắng trắng cũng như là giống là mốc quá. Không phải, nhưng mà cái nhựa nó, anh chị xem cái nhựa các đầu mặt cắt nè, nó hơi kéo nè anh chị ha. Đây đặc biệt là đây anh chị thấy rõ nè, đây cái nhựa kéo nè anh chị, nhựa kéo này là rất là mạnh nè ha. Và bên đây nó có một chòi nè anh chị, đây nó có một chòi nè, đây nó có một chòi ngay đây ha. Đó là anh chị cứ yên tâm ha. Thì hai cái trường hợp cây là đợt này em quay là cho anh chị xem là đúng hai cái trường hợp anh chị là hay gặp phải luôn đó. Một cái trường hợp anh chị nói là trồng nó ra tược rất là nhanh như thế này, anh chị là hoàn toàn an tâm rồi ha. Đó, còn một trường hợp đó, nó ra như chậm như thế này. Cái lý do nó ra chậm thì em có chia sẻ với anh chị đó, là do mình cắt nó quá ngắn và cắt cái mặt cắt nó quá lớn, nó dồn lại nó lâu ra ha anh chị. Thì mình cứ đợi thôi, mình cứ từ từ, không nôn nóng gì cả. Anh chị cứ làm theo các bước như em chia sẻ ha, cứ làm theo các bước như em chia sẻ thì anh chị không có gì phải lo lắng hết. Anh chị cứ như vậy an tâm ha. Đó. Thì tược hôm nay anh chị xem nó, những cái lá ra nó đã dần dần chuyển sang qua màu xanh vàng rồi ha anh chị. Đó, cái cành này thì ra hơi dài luôn rồi nè. Đó. Đó, thì hiện tại mình cứ để nó ra thoải mái ha anh chị, cho nó khỏe, nó kéo cây, nó kéo để nhựa, để mà cái rễ ở dưới nó ra theo ha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ tưới ha. Tưới thì tưới nước bình thường nha anh chị. Tưới nước bình thường nha, không có nước gì hết trơn á. Đó. Nước nước mương, nước sông anh chị.
nước sông bình thường à. Anh chị tưới cho nó đều một cái, cho nó ngập một cái nha anh chị. Đó. Hôm nay là tưới đẫm nha anh chị, tưới đẫm chứ không phải tưới sương sương, tưới đẫm, đẫm như là lúc mới trồng vậy đó. Đó. Đó, cây bên đây cũng vậy, anh chị tưới đẫm vô. Anh chị lưu ý ha, là hôm nay là từ cái ngày trồng đến nay là nửa tháng rồi đó anh chị, là em mới tưới cái cử nước đầu tiên nha anh chị, tưới một cử đầu tiên luôn. Và cái cây này là em để trong mát nha anh chị, anh chị lưu ý nha, không phải là mát gì nhưng mà cái nơi này nó cặp cái vách tường nè, nó vẫn có nắng ở bên đây chiếu vô đây, cái vách tường nè nó vẫn có nắng bên đây chiếu vô, tuy nhiên là em che lưới lan lại cho nó, che lưới lan lại cho nó, cho nên là nó có thể cản được sức nóng và cái nắng ha anh chị. Anh chị xem em tưới cái nước nó chảy nè anh chị. Đó, nó chảy, em tưới ở trên nó chảy ở dưới như thế này. Đó là mình làm thoát nước nó tốt ha anh chị. Đó. Rồi thì bây giờ hôm nay là chủ yếu là mình sẽ tưới như vậy. Xong là mình sẽ tiếp tục đậy lại nữa, đậy này lại nữa. Đậy lại hoặc là anh chị không có đậy á thì anh chị vẫn để trong mát. Còn trong bóng râm anh chị. Còn đối với cái cây này á thì anh chị đầu tiên tới giờ anh chị để ở ngoài, nếu mà đầu tiên tới giờ á anh chị để ở ngoài nắng á thì anh chị cứ để bình thường. Còn đầu tiên tới giờ anh chị để trong mát mà cái nơi mà không có nắng luôn á thì anh chị tập từ từ đưa nó ra nắng ha. Thì anh chị đưa bằng cách buổi chiều này anh chị đưa nó ra ngoài nơi có nắng ha, đưa ra nơi có nắng vào buổi chiều cho tới sáng mai xong cái là cũng như là tối nó có sương có này có kia đó anh chị. Rồi tới sáng mai anh chị sẽ đem nó vào một cái nơi có bóng râm, chẳng hạn như cái gốc cây, nhưng mà cũng có nắng chiếu vô mà ít ha anh chị. Nếu mà được thì nắng chiếu buổi sáng thôi, nắng chiếu buổi sáng. Đó, cho nắng nó vô từ từ chứ anh chị không có đem trực tiếp ra ngoài cái nơi mà ánh nắng mà quá gắt nha. Tại vì á cái cây của anh chị nửa tháng nay nó sống trong mát nó quen rồi, mà anh chị đột ngột đem ra nắng như vậy là nó sẽ bị sốc liền. Như con người chúng ta cũng vậy anh chị, ở trong máy lạnh xuyên suốt chừng nửa tháng, xong cái đi ra trời nắng ở ngoài đó phơi nắng ngày thì dĩ nhiên là chúng ta cảm giác thế nào rồi là cây mai nó cũng tương tự vậy đó. Là thậm chí là những cây mai mà anh chị đem ra như vậy là nó sẽ bị trái lá, bị héo rũ lá hết ha anh chị. Và có thể dễ dẫn đến chết cây lắm, rất là nguy hiểm cho cây nha. Anh chị lưu ý điều đó nha. Đó. Rồi thì bây giờ hôm nay, cái tập hôm nay em chủ yếu chia sẻ cho anh chị và cho anh chị xem lại cái sự phát triển của nó hôm nay như thế nào. Thì các cái đầu cành nè anh chị xem nè. Đó, các cái mục nó đã ra nè. Đây, nó ra từ trong thân luôn nè, thấy anh chị. Đây. Đó. Đó, nó ra rất là đều ha. Nó ra tới trong đây luôn nè. Nè. Đây, tới đây nó vẫn có ra. Đây. Đó, hầu như là cành nào cũng có ra đầy đủ ha anh chị. Ra 100% nha. Không có cành nào mà không ra hết. Đó, đây. Đó. Đó, thì anh chị cứ an tâm mà làm theo em ha. Thì anh chị cứ theo dõi cái video này, cái series tập cái chương trình các cái tập chăm sóc hai cây này ha anh chị. Thì em sẽ chia sẻ cho anh chị từ khi trồng đến khi mà nó thành phẩm luôn, là em làm những gì là em sẽ quay clip hết cho anh chị xem. Đó. Kể cả là việc em tưới nước luôn. Nó như hôm nay em mới tưới nước cho nó đó anh chị. Là đầu năm tới giờ, ủa em xin lỗi, từ khi trồng tới giờ em chưa tưới nha, chưa tưới lần nào mà ngoại trừ cái lần mà mình trồng nha anh chị. Lần mình trồng thì mình tưới không nói nha, còn từ khi trồng tới giờ chưa tưới, tới hôm nay mới tưới. Là hôm nay là 2 tuần, khoảng 14 ngày đó anh chị. Trồng bữa 30 tháng 7, hôm nay lúc em quay clip là 14 tháng 8 đó. Đó là nó đã được 14 ngày đó anh chị. Đó, thì anh chị quan tâm thì anh chị có thể bấm vào đăng ký kênh nha, và bấm like video để nhận được các cái video mới khi em đăng video lên từ cái những cái cây này.
trong cái chương trình của nó ha. Đó. Rồi thì bây giờ tiếp tục đậy lại để đó ha anh chị. Rồi em làm gì tiếp theo em sẽ chia sẻ cho anh chị nha. Rồi thì video của em hôm nay xin kết thúc tại đây ha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình trong các video tiếp theo nha.